Xin chào các bạn. Video này mình sẽ chia sẻ với các bạn. Mình đã quay rất nhiều các căn ở Ocean Park 2, những cái căn xẻ khe hoặc những căn đơn lập. Và khi mà về thiết kế thực tiễn gắn với nhiều nhà thì chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ chưa biết là cái sự cải tạo, sửa chữa lại, kiến trúc lại của chúng ta để đem lại đến mua nhà thật sự là ý nghĩa hoặc nâng cao giá trị tài sản. Thì hôm nay mình sẽ quay để các bạn thấy rằng là một căn thực tiễn, căn song lập ở Ocean Park 1, dãy san hô, và chúng ta sẽ có nhìn nhận cái nét kiến trúc của chúng ta với sản phẩm Ocean Park 2 đối với những căn xẻ khe hoặc những căn song lập. Thì đây là một cái mẫu hình về mặt kiến trúc để chúng ta sẽ thấy là nâng cao giá trị tài sản nó rất nhiều thứ, và đặc biệt là cái công tác kiến trúc. Khi chúng ta mua nhà đã rồi, chúng ta để những cái ngôi nhà mà chủ đầu tư bàn giao thô, và đến bây giờ đến nó thành một cái giá trị tài sản rất lớn. Ở những ngôi nhà này thật sự là đo đếm bây giờ là x3 rồi. Đấy, nhưng mà cũng cần quãng thời gian. Thế bây giờ chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ vào đây. Đây là một căn song lập này. Thì đây bạn nhìn này, đây thường các bạn sẽ thấy là những cái căn mà mình đã quay ấy, thì căn này nó sẽ có những cái đây mình hay nói là để mà trồng làm sân vườn này, hay là cá koi, đúng không? Hồ cá koi. Thì đây cái khung này nó sẽ là các bạn sẽ thấy là đây có những cái này, thì chúng ta cũng sẽ biết về hai cái đại khái là chúng ta hiểu là sẽ có những cái xẻ khe như chủ đầu tư ở dưới Ocean Park 2 là rộng 4 mét đúng không? Cái tịt soi và tim tường này là 1.5 à 1 chấm từ cái mép này ra đến đây là 2 mét. Đấy thì bây giờ chúng ta cũng sẽ thấy. Ok, bây giờ đây là cái nguyên trạng bàn giao của với Ocean Park 1 nhá. Ocean Park 1 này, cái dãy căn san hô này. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái căn nhà thiết kế và chúng ta sẽ những giá trị tài sản chúng ta sẽ rất là cao. Chẳng hạn mình đã có một sự thống kê là mỗi một cần phải để ở đầu tư cần khoảng 100 đến 200 triệu. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy cái căn này nó cũng như là đây là dãy san hô 6 nha. Thì đây bạn sẽ nhìn thấy đây cái quán cà phê này. Đấy thì bạn sẽ nhìn tổng thể là cái cây sung này cũng rất là đẹp này, hiện thế này. Bên này là chúng ta sẽ thấy một cái là thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn là rất là nổi tiếng, nhưng mà các bạn sẽ chú ý là chủ đầu tư không cho phép thay đổi màu sơn của nhà, nhưng các đèn led này thì lại được đồng ý. Đấy là một cái nét. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào căn căn này cái căn cây này. Thì với led kiến trúc các bạn nhìn này, với như thế chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái đây có một cây hồng này với cái phong thủy, và đây trước đây là một cái những cái chum nước này rất là đẹp đúng không? Chum này năm cái chum này thôi nhưng mà chắc là cũng tiền tỷ đấy, tiền tỷ đúng không? Tiền tỷ. Đây bây giờ cái dãy này vừa nãy chúng ta nhìn đấy, chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy nó trồng cỏ đúng không? Cỏ đây. Thế thì bây giờ là cái chỗ này chúng ta thấy là một cái nét kiến trúc là đây. Chúng ta nhớ nhá, đây là sẽ làm cái kính, chủ đầu tư sẽ với quản ban quản lý sẽ đồng ý cho chúng ta làm trên này là kính đấy, kính khoảng không trống này đấy, chứ không được xây nhá, không được xây bê tông này, các trụ này đấy, cái giải pháp kiến trúc ấy của chúng ta đây. Thì bình thường trước ấy có một số căn là định để mở cái này đi xuyên vào, nhưng mà bây giờ chủ đầu tư bắt là phải che vào như này để bảo an ninh an toàn và cái diện tích không gian của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong căn căn biệt thự song lập này. Đấy, căn song lập này thì với những cái nét kiến trúc của quán cà phê thì chúng ta sẽ thấy là chủ quán đưa lại một cái không gian hết sức là tuyệt vời. Đây là chúng ta nhìn này. Đấy, có đèn không gian này anh chủ cũng rất là tuyệt vời. Anh cũng đã đón nhận được cái kết quả đầu tư thật sự là những huyền thoại ở trong tại Ocean Park 1. Đây các bạn này. Đấy, cái nét kiến trúc của quán này mình rất thích ở đây. Bạn sẽ nhìn thấy cả bưu điện thành phố Hà Nội. À, nên kiến trúc này rất là đẹp. Mấy ấy, không ở Ocean Park 1 rất nhiều quán cà phê, nhưng cà phê này mang thêm một thương hiệu riêng. Chúng ta đi ra đây. Bây giờ bên này chúng ta sẽ thấy đây. Ví dụ đây cũng một cái không gian đấy, đây bạn nhìn này. Cảnh hoa này, cây cảnh này, đây dọc ra đây. Và chúng ta đưa một cái không gian này. Ở đây thì có thể là cà phê sẽ được cái ngoài này sẽ được hút thuốc. Ví dụ như vậy. Chúng ta nhìn mái này, cái giải pháp kiến trúc của mái. Đấy, tức là chủ đầu tư cho phép chúng ta làm những cái ô kính đây này,
Đấy, đây này, bằng kính nhá, giải pháp bằng kính, không cho xây nhá. Đấy, ok, đi vào trong này, đi vào trong này. Thì đây này, các bạn nhìn thấy nhá, chúng ta sẽ được những giải pháp này, kính này, cái kính này, đấy, kính này, để ví dụ như là chắn gió này, hoặc là chúng ta cũng có thể là sau này những phát huy đây nữa, thì kể cả chúng ta có thể làm điều hòa. Đây, đây, đây là cái căn đằng sau là đấy, thì mọi người sẽ thấy đây, cái giải pháp của căn này, bạn sẽ nhìn thấy đây. Tức là sẽ phát huy được tối đa các cái diện tích công năng của cái căn nhà, căn biệt thự này, đúng không? Đây, em nhìn đây, đấy, kép kính vào nhá. Đây là giải pháp đã thi công ở ở Ocean Park 1 nhé, các bạn cứ an tâm như vậy. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy chuẩn bị là Ocean Park 2 chúng ta có đầu tư những cái căn như này, thì chúng ta cũng sẽ tìm được giải pháp đấy và nâng cao giá trị tài sản, đấy, diện tích rộng được ra. Đấy, bây giờ chúng ta đi vào lên tầng 2. Thì các bạn nhìn nhá, là ở đây chủ đầu tư rất tinh tế, cái bạn chủ nhà này không chủ đầu tư nào, thì anh ấy thiết kế cái cầu thang này này, bạn nhìn này, bậc cầu thang lên nhá. Đấy, Ocean Park 1 thì là bàn giao là không có cầu thang thô, như Ocean Park 2 thì bàn giao cầu thang thô, đấy, cầu thang bộ. Thế và mọi người có làm vấn đề về thang máy, nhưng đây thì anh chủ là anh thiết kế rất là tinh tế này. Thứ nhất cái cầu thang đi lên này, chúng ta sẽ nhìn thấy khuôn nhà của chúng ta rất là rộng này, cây đào lên, và cái chắn đây nó không ấy, cho nên cái răng lưới này này ấy, nó tạo cái không gian thoáng rộng, giống như là chúng ta nhìn ở san hô ấy, thì các cái cửa kính lùa ra 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 phía đằng sau ban công ấy, thì là cửa cửa kính tràn viền, nó tạo ra cái không gian rất là rộng cho ngôi nhà. Rồi chúng ta lên tầng 2 nhé. Tầng 2 thì chúng ta sẽ thấy là với bật mí đến cuối chương trình, chúng ta sẽ thấy là một cái cuối video, chúng ta sẽ thấy là cái hiệu quả sử dụng công năng của tài sản cực kỳ lớn. Đấy, mình ước mơ sau này có một căn như này thôi, tầng 1, tầng 2, tầng 3 kinh doanh, và tầng tầng 3 có một phòng để ở nữa, và tầng 4 chúng ta cũng sẽ thấy những cái nét khám phá riêng. Đấy, anh này anh rất thích những cái thư pháp này. Đấy, bao giờ các bạn sang đây mình mời trà, đấy, thẩm trà này. Đấy, rất là đẹp đúng không? Đây, ok, sang đây thì cũng nét kiến trúc cũng mình thấy là Indochina đấy. Đấy, vào đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái không gian này, bạn nhìn này, đấy, bàn thẩm trà. Đấy, thẩm trà mà chắc chắn là ví dụ như mình có nói là vừa rồi các bạn mà mua nhà trên gì nhỉ, những cái như bờ hồ chẳng hạn, Hàm Cá Mập, thì bạn sẽ thấy là đêm đêm giao thừa ấy, bạn được ngồi đây, bạn được xem bắn pháo hoa, thì cái tầm nhìn này mình đánh giá là tầm view triệu đô, tầm view triệu đô đấy. Căn này ở đâu đó tầm độ khoảng bây giờ nó tầm độ khoảng thị trường ấy nó cũng phải 28 30 tỷ. Dọc cái dãy này bây giờ là có một cái đối diện đấy, là có một cái phở phở Thìn đối diện trường đại học Vinuli ấy. Thì đấy, thì bây giờ dọc cả cái dãy này là một cái con phố kinh doanh, mà trước đây ấy thì đánh giá là nếu như các bạn đầu tư ấy, thì ở đây nó theo là gì, là môi trường giáo dục này, y tế, vì trên đây là gần trường đại học này, và trường một cái nữa là sau này Vin sẽ có cái trường mở Vinmec ở dưới kia nữa, thì khi các bạn là giáo viên ấy, hoặc là các bạn là đầu tư ấy, thì các bạn sẽ thấy chọn những môi trường là rất là quan trọng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhân đây lên đến tầng 3 này, thì bạn sẽ nhìn thấy này, bạn mình có chia sẻ một cái câu chuyện là đánh răng ấy, thì nó ở một chỗ, nhưng mà đánh răng chỗ này nó là tầm nhìn triệu đô rồi. Đấy, nó rất khác đúng không? Đây là phòng toilet này, thì gia đình có ở một phòng thôi, ở một phòng thì sẽ là làm các bạn ấy làm kiến trúc là gia đình một bố mẹ một giường, và cũng có thể một cái giường nữa là giường ký túc cho hai baby baby học. Ở đây thì cũng là một không gian, anh cũng thành công về anh ấy thành công về bất động sản, nên ra là trên đây sẽ có những cái công cụ tác nghiệp, và đây nó là một phòng VIP, phòng VIP nhờ khi chúng ta tiếp khách chúng ta rất là cần những cái không gian riêng. Đây, ở đây đắt giá nhất ở chỗ này, đắt giá nhất ở chỗ này là đây, bạn nhìn này, mình gọi là đây là ví dụ như trường đại học, đây là mình gọi là tháp tri thức, còn cái kia cái chỗ bốn tòa nhà Technopark ấy mình là tháp công nghệ. Ở trong mỗi một sự kiện ở đất nước, tòa nhà Technopark này là cao 45 tầng, top 10 trong những tòa nhà thông minh nhất thế giới, giống như là các cái như trụ sở điều hành của Apple ấy. Đấy. Và chúng ta sẽ biết là những cái dãy cao tầng này ấy được gọi là S2. S2 thì khi mở bán, ví dụ Ocean Park 1 đấy là khởi công là tháng 6 năm 2018, mở bán là tháng 10 2018 và bàn giao căn đầu tiên. Những cái căn này này cao tầng thì
các bạn sẽ lấy lúc ấy bán rất là chạy. Và vì là sao, những nhà giàu ấy thì thường họ sẽ tìm cái những cái nơi mà họ sẽ đầu tư cho ba thế hệ, tức là rất nhiều nhà muốn mua ở đây để cho các con em nhìn thấy ngôi trường này, ngôi trường Vinuli này, để mà có những ước mơ, hoặc là nơi đây ngôi trường thật sự là nơi trường gọi là ươm mầm tinh hoa. Cái tầm tầm nhìn ở đây bạn sẽ thấy rất đắt, đúng không? Ngôi trường này là cũng liên doanh với trường quốc tế và đang là hướng tới đạt top 10, top 50 trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Ở đây Bắc Vượng dành ra 6.500 tỷ để với ngôi trường này, và diện tích là 1/2 dùng cho cơ sở hạ tầng. Cái ngôi trường này rộng 23 hectare trên 420 hectare tại Ocean Park. Đấy, và còn đâu một nửa ấy thì là dành cho quỹ học bổng và thu hút nhân tài. Vừa rồi đây các bạn cũng sẽ thấy cái giải thưởng Vinuli ấy, nó giống như giải Nobel quốc tế, thì ở Việt Nam thì có giải là VinFuture. Đấy thì ở những cái khu này thì các bạn sẽ thấy là cái tiện ích nó xây dựng ra, mà chúng ta thấy là đôi khi là cái tầm nhìn. Thì bây giờ mình quay cho các bạn như này, mình thấy rằng các bạn mua ở những căn nào, chẳng hạn như Kinh Đô Ánh Sáng hay là San Hô, thì những vị trí đắc địa này đấy, thật sự là trên thị trường bất động sản có như thế nào. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là những vị trí đắc địa này nó luôn luôn là tài sản sinh tiền, báu vật. Và đôi khi nữa là những gì? Đôi khi nữa là chúng ta những giải pháp thiết kế và công năng và mục đích sử dụng tài sản của chúng ta. Và chúng ta sẽ đi lên tầng 4 và chúng ta thấy một cái bật mí rằng là chúng ta chỉ cần đầu tư một căn này, nhưng mà chúng ta lại là vừa kinh doanh này, vừa khai thác cái công năng của tài sản hết sức là tuyệt vời. Nếu các bạn cứ nhìn thấy mà bạn không có một cái thực tiễn này ấy, thì đôi khi là bạn vẫn nhìn thấy một cái sự gì đó mơ hồ. Thì trên này hơi bừa bộn một tí, nhưng các bạn sẽ thấy cái công năng sử dụng tài sản nó là cực kỳ tuyệt vời. Các bạn sẽ đầu tư đây đấy, tầng 1, tầng 2, tầng 3 chúng ta kinh doanh này, tầng trên này này chúng ta sẽ đặt được hẳn một cái bàn ăn ở đây. Và thậm chí là nếu mình nhìn như này ấy, cái không gian này ấy, đôi khi làm được 3 đến 4 mâm mời tân gia. Đấy chúng ta sẽ thấy bên này nó là phòng, cái này là nước các thứ này. Đấy, không gian ví dụ chúng ta giặt là rồi các cái đồ của chúng ta, hoặc là cũng để chúng ta có thể là trồng được các cái cây cảnh ở đây này. Cây cảnh ở đây bạn sẽ thấy không, cái tầm view của chúng ta. Và trên này thì bạn sẽ nhìn thấy những cái căn mà lúc mà mình lên cái tum ấy, lên các cái tum của các cái tòa trên cùng của các căn biệt thự ấy. Đấy, ví dụ như Trà Là này, San Hô, những cái thứ này thì các bạn sẽ thấy cái giải pháp chủ đầu tư đồng ý nè, chủ đầu tư quản lý về mặt không gian chiều cao nhé. Nhưng các bạn sẽ được đây này, cái này này là bạn vẫn được làm kính này. Thế thì cả cái không gian này sẽ vẫn là cái không gian sử dụng của nhà chúng ta. Và chúng ta sẽ nhìn đây, bạn thấy là cái tầm nhìn đắt giá, trường đại học này, trường Vinuli, cả không gian này nữa. Nó bắt đầu với những giải pháp thiết kế của nữa thì chúng ta sẽ đem lại một cái tài sản, một cái giá trị tài sản được ngày càng nâng cao. Đây bạn sẽ nhìn thấy đây, một cái tầm nhìn này nữa. Và rõ ràng là chúng ta ăn phòng khách của chúng ta ở đây, đúng không? Sinh hoạt gia đình đây. Nhưng tầm view thì chắc là cả cái dãy này có độ khoảng 20 căn. Thì các bạn cố gắng là nhìn thấy rằng là một cái giá trị tài sản là do chúng ta tầm nhìn trước. Anh ấy mua ở thời điểm cũ. Nhưng mà nếu như các bạn không lên một cái không gian này mà mấy cái quay thực tiễn sau khi chủ nhà thiết kế xong rồi ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là hình như chúng ta đầu tư chúng ta cũng sẽ có làm được ra những tài sản sinh tiền này không. Và bây giờ thì ở đây thì nói còn nhiều câu chuyện là x3 tài sản, nhưng mà những cái căn này ấy, thì bạn sẽ thấy đấy, những giải pháp thiết kế thật sự thì nó là những điều câu chuyện tuyệt vời nhất đấy. Thì trên tinh thần là mình sẽ bám tất cả các cái chia sẻ với mọi người về cái kiến trúc này, về cái đôi khi là cả phong thủy này, và cả cái hiệu quả tài chính cho các bạn tốt nhất khi các bạn đầu tư. Thì những cái căn này hoặc là ở đây nhá, mình cũng đã chia sẻ bạn một video là mua thâu tóm ấy, ở cái dãy Hải Âu 2 ấy, cái giải pháp kiến trúc, và đến bây giờ là một căn thực tiễn. Đây là vị trí San Hô, San Hô 6/124, căn của bạn mình đấy, đã một sự thành công. Thì rất hy vọng là qua video chúng ta có nhìn thấy những nét kiến trúc, chúng ta nhìn thấy một cái tầm nhìn về tài sản, chúng ta nhìn thấy mà năm 2003 này, 2023 mình thấy là cũng có nhiều tín hiệu thị trường thế này thế kia, nhưng mà mình thấy rằng là đâu đó đã xuất hiện những câu chuyện của cơ hội đấy, chen cơ hội đấy. Còn ở đây Ocean Park 1 cũng thế, có những có vị trí cũng đã giảm, có những lúc giảm đến các bạn sẽ biết là 30-40% so với thời điểm này năm ngoái chẳng hạn, nhưng mà thực tiễn nó đã x lên đến x3 rồi đấy, câu chuyện như vậy.
Bất động sản thì cũng như các ngành nghề nó có tính chu kỳ chẳng hạn, và cả cái câu chuyện của kinh tế thị trường, kinh tế quốc tế, và các cái điều kiện về 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 vĩ mô, vĩ mô, hay là những cuộc chiến mà không ai mong muốn, hay là Covid cũng vậy. Thế nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta sẽ phải đồng ý với nhau là những cái câu chuyện là đầu tư bất động sản cần những tầm nhìn dài hạn. Thì rất là hy vọng là qua video thì các bạn cũng sẽ có những cái phù hợp với cái căn của mình, hoặc là sau này ở Ocean Park 1 có một căn cụ thể nào thiết kế rồi thì mình cũng sẽ xuống mình quay video review cho các bạn đấy, để chúng ta sẽ có những cái thiết kế cụ thể. Còn căn này thì mình thấy là hết sức tuyệt vời. Các bạn đầu tư đúng không? Các bạn sẽ thấy là một cái là tầng 1, tầng 2 đúng không? Tầng 3 là kinh doanh, còn có một góc ở bên này nữa là nhà sinh hoạt thôi. Còn bên trên nó cùng nữa thì đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy không gian sống hết sức là tuyệt vời đúng không? Ai cũng ước mơ là có một phòng ăn như thế, có một ngôi nhà như vậy, một cái tài sản sinh ra cái dòng tiền này hàng ngày đúng không, và một cái cơ hội về tích lũy tài sản, về giá trị, giá vốn của tài sản. Các bạn có thể cần tham khảo, hoặc các bạn cần những cái căn cụ thể trong cái ở các bạn ở dưới Ocean Park 2 với cái nét kiến trúc. Sau này mình cũng sẽ có một căn quay ở Ngọc Trai, để làm sao đó chúng ta sẽ thấy rằng là những cái tài sản chúng ta cần thêm những cái trang bị ở những nét kiến trúc để có một cái giá trị tài sản nó luôn được nâng cao đấy. Và như vậy thì cần những giải pháp kiến trúc, hoặc là hoặc học hỏi những cái mô hình kiến trúc này, thì các bạn có thể inbox cho mình. Số điện thoại của mình là 090 115 6886. Rất vui gặp lại các bạn trong các video sau. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các video sau.